đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không để bản thân mình bị lu mờ trong màn chào sân ở World Cup 2023, theo thông điệp trên trang chủ FIFA. Là một trong 8 tân binh lần đầu tham dự giải đấu lớn này, đội tuyển nữ Việt Nam không phải bị đánh giá thấp. Mặc dù đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng là tân binh World Cup và có thực lực mạnh, họ đã thể hiện thành công với chiến thắng 5-0 trước chủ nhà New Zealand và cầm hòa đội tuyển nữ Anh. Tuy nhiên, đa số các đội tuyển chập chững tham dự World Cup đều có cảm giác bỡ ngỡ. Đội tuyển nữ Việt Nam, mặc dù là một trong 5 đại diện châu Á, cần thực tế về tầm vóc của mình. Khi đã có kỳ tích đến World Cup với nguồn lực còn hạn chế, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua giới hạn và tiến đến một trình độ mới. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự tiến bộ, nhưng không thể mong đợi một bước tiến thần tốc để xếp hạng hàng đầu thế giới. Quá trình trưởng thành yêu cầu trải qua nhiều đau đớn và cọ sát với các đội bóng mạnh. World Cup là sân chơi khắc nghiệt và cánh diều đơn độc giữa bão tố, nhưng quan trọng là đội tuyển nữ Việt Nam cần vượt qua khó khăn và rút ra bài học. Thế hệ tương lai của bóng đá nữ Việt Nam sẽ lấy cảm hứng từ kỳ World Cup này. Đội tuyển nữ Việt Nam có đội hình đa thế hệ và thế hệ kế cận sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai. Họ sẽ cạnh tranh ở các vòng loại World Cup và tham gia cùng đội U20 Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam hướng tới tạo hình tương lai và tiếp tục trưởng thành từ các trận đấu quốc tế.